Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, mưa lớn liên tục đã khiến sông Ngô Giang 70 năm mới xảy ra lũ lụt. Từ hôm thứ Ba đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 26 người chết và 4 người mất tích do mưa lớn. Theo thống kê, từ 19 giờ tối ngày thứ Ba đến 7 giờ sáng ngày thứ Tư, trên địa bàn tỉnh có 314 trạm có lượng mưa vượt quá 80mm và 103 trạm có lượng mưa vượt quá 150mm. Trong đó, trạm có lượng mưa lớn nhất là trạm Thiên Kình 299mm, thị trấn Đoạn Phần, thành phố Đài Sơn, thành phố Giang Môn là 235mm. Vào lúc 0 giờ đêm ngày thứ Tư, mực nước đỉnh lũ xuất hiện tại trạm Ngô Giang Lạc Sương là 92,12m, cao hơn mực nước cảnh báo 4,92m. Lưu lượng dòng chảy tương ứng là 5.300 m³/giây, gần bằng mức lũ lụt 70 năm một lần. Thành phố Lệ Giang bị ngập lụt và 100.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Mực nước đỉnh lũ là 95,48m đã xuất hiện tại trạm Liên Giang, Liên Huyền, cao hơn mực nước cảnh báo 4,48m. Ngoài ra, vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, mực nước của ga Tây Giang Vũ Châu, ga Đức Khánh và ga Thiểu Quan Bắc Kinh, nhà ga Ưng Đức và ga Thanh Nguyên đều vượt quá mức nước cảnh báo. Hiện tại, mực nước sông Ngô Giang đã bắt đầu giảm dần. Kể từ hôm thứ Ba tuần trước đến nay, 20 người chết và 4 người mất tích ở Quảng Đông do mưa lớn, bao gồm 14 người ở Thâm Quyến, 2 người ở Thiều Quan, 2 người ở Hà Nguyên, 1 người ở Thanh Viễn và 1 người ở Thiều Quan. Tính đến chiều ngày thứ Tư, mưa bão và lũ lụt liên tục đã khiến 17 thành phố ở Quảng Đông với dân số 2,22 triệu người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau và 20 người chết. Giao thông ở một số khu vực bị gián đoạn. Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư, từ hơn 20 ngày qua, hầu hết các khu vực của Quảng Đông liên tục hứng chịu lượng mưa lớn gấp nhiều lần. Có 5 điểm mưa vượt 1.000mm, 424 điểm mưa vượt 500mm, diện tích mưa 53.000km². Mưa lớn và lũ lụt đã gây ra các mức độ thiệt hại khác nhau ở các vùng của Quảng Đông. Theo thống kê của Tổng cục Phòng thủ tỉnh Quảng Đông, tính đến ngày thứ Tư, ngoài Sán Đầu, Sán Vệ, Triều Châu và Yết Dương ở phía đông Quảng Đông, 17 thành phố trên cấp quận, 60 huyện và 459 thị trấn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dân số 2,22 triệu người bị ảnh hưởng và 20 người chết. Các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Quảng Đông là Thiều Quan, Mậu Danh và Dương Giang, gần 100.000 dân thành phố Lạc Sương, Thiều Quan cần di rời. Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Quảng Đông đã khẩn trương điều động lữ đoàn 3 thuộc đội thuyền nhẹ dân quân phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh, mang theo 10 thuyền xung kích đến thành phố Lạc Sương để thực hiện nhiệm vụ di rời mọi người. Theo Hoàng Bạch Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông kiêm Giám đốc Cục Bảo vệ nguồn nước tỉnh, theo dự báo thủy văn, trạm thủy văn Tây Giang Cao Giao sẽ có lưu lượng tối đa 49.000 m³/giây vào ngày thứ Năm, xảy ra một lần trong hơn 30 năm. Nếu lượng mưa lớn tiếp tục, rất có thể sẽ xảy ra lũ lớn ở sông Tây Giang. Cùng với lượng mưa lớn liên tục ở Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh và khu vực khác, lượng xả lũ ở thượng nguồn đã tăng lên, dẫn đến áp lực kiểm soát lũ ở đông và bắc sông Quảng Đông tăng lên. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, các sông vừa và nhỏ ở vùng núi phía bắc Quảng Đông sẽ lên xuống mạnh, các sông ven biển bị thủy triều cản trở, thoát nước kém, đê bao dễ bị tràn, sạt lở sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Tỉnh ủy Quảng Đông và chính quyền tỉnh rất coi trọng tình hình lũ lụt và công tác phòng chống lũ lụt hiện nay, đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Quảng Đông và các ban ngành liên quan làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai và làm mọi việc có thể để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông đã cử 6 tổ công tác đến Dương Giang, Thiều Quan và các khu vực bị thiên tai khác để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt. Đến chiều ngày thứ Tư, tổng cộng 123.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, trong đó có 78.000 người từ thành phố Lạc Sương. Hiện tại, không có mối nguy hiểm hoặc tai nạn lớn nào ở các hồ chứa và các con sông lớn ở tỉnh Quảng Đông. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, vào lúc 18 giờ ngày thứ Ba, mực nước tại trạm Anh Đức trên dòng chính của sông Bắc Giang là 29,46m, cao hơn 3,46m so với mực nước cảnh báo. Mực nước tại trạm Lạc Sương trên sông Ngô Giang là 91,77m, cao hơn mực nước cảnh báo 4,57m. Mực nước tại ga huyện Giang Liên là 94,81m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,81m. Theo chính quyền thành phố Lạc Sương, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tính đến chiều ngày thứ Ba, tổng cộng 14 thị trấn trong thành phố đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, với hơn 8.000 hecta hoa màu bị ngập lụt, 53 ngôi nhà bị sập và 23 vụ sạt lở đất khiến tỉnh lộ 247, 248 và giao thông trên 15 tuyến đường giao thông nông thôn bị gián đoạn, 30 hồ chứa ở Sơn Đường bị hư hại, 28 công trình thủy điện bị hư hại và hơn 38.000 người phải di chuyển. Sau thảm họa,
Thành ủy Lạc Dương và chính quyền thành phố đã hành động nhanh chóng và ban hành thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các thị trấn, tiểu khu, văn phòng và các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức để ngăn chặn lũ lụt và đảm bảo an toàn trong lũ lụt. Sáng ngày thứ ba, Bí thư Thành ủy Lạc Dương Hà Duy Thanh, Thị trưởng Lý An Bình và các quan chức liên quan vội vã đến bờ sông Vu Giang để kiểm tra tình hình lũ lụt và nghiên cứu triển khai, đồng thời đưa ra kế hoạch khẩn cấp cấp 2 để phòng chống lũ lụt đô thị ở thành phố Lạc Dương và tổ chức nhân sự để sơ tán những người bị mắc kẹt. Tình hình chống lũ ở Quảng Đông đang rất nghiêm trọng, chính quyền tỉnh yêu cầu đảm bảo không để thủy điện hồ chứa bị sập. Theo thông tin về thảm họa mưa lớn do Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Quảng Đông báo cáo vào ngày thứ Bảy, lượng mưa lớn liên tục đã khiến tổng cộng 1,5 triệu người ở 7 thành phố bao gồm cả Hà Nguyên bị ảnh hưởng. Theo thống kê, từ một tuần qua, 7 thành phố, 19 quận và 177 thị trấn ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Hà Nguyên, Huệ Châu, Sán Vĩ, Trung Sơn, Dương Giang, Mậu Danh và Vân Phủ, có 150,691 triệu người bị ảnh hưởng. Mưa lớn cũng là 1.532 ngôi nhà bị sập, 87,473 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Do thiên tai, 156 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ phải đóng cửa, 17 đường cao tốc bị gián đoạn, 258,875 km nền đường bị phá hủy, 26,3 km đường dây tải điện bị hư hỏng, 12 hồ chứa nhỏ, 294 kè và một nhà máy điện bị hư hại. Trước đó, phía Tây Quảng Đông tiếp tục có mưa lớn. Từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày thứ Hai, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở ranh giới phía Bắc thị trấn Bắc Giới, thành phố Tân Di, Mậu Danh với lượng mưa 183,5mm. Mưa xối xả tập trung đã gây ra lũ quét ở thành phố Tân Di, ảnh hưởng đến 19 thị trấn, gây ra 368 vụ lở đất, 186 đường bị sập và 156 ngôi nhà bị sập. Một vụ lở đất ở thành phố Tân Di đã giết chết 11 người. Sau thiên tai, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai khẩn cấp, cử các tổ công tác xuống vùng thiên tai chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Tổng cộng hơn 5.500 cán bộ cứu trợ thiên tai đã được điều động, 2.500 người được di rời và tái định cư, 83 tình huống nguy hiểm đã được đưa ra xử lý kịp thời. Hiện tại, mưa ở thành phố Tân Di đã yếu đi và nước lũ trên núi đã giảm bớt. Theo Cục Thủy văn Quảng Đông, từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật có mưa to đến mưa to ở một số khu vực của Thanh Viễn, Mậu Danh, Triệu Khánh và các thành phố khác ở Quảng Đông. Toàn tỉnh có 122 trạm thủy văn có lượng mưa lớn vượt quá 70mm, 22 trạm thủy văn có lượng mưa lớn vượt quá 150mm. Trong đó trạm Thiên Tân ở thị trấn Nghiêu An, thành phố Liên Châu, Thanh Nguyên có lượng mưa lớn nhất đạt 344mm. Theo phân tích của Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, trong vài ngày tới, luồng không khí ấm ẩm Tây Nam hoạt động mạnh, rãnh áp cao hoạt động mạnh, vành đai mây mưa lớn áp sát về phía Nam vào Quảng Đông và mưa sẽ tăng trở lại ở hầu hết tỉnh Quảng Đông. Mưa xối xả liên tục cũng đã ập đến Trùng Khánh, khiến gần 260.000 người ở 6 quận, huyện của thành phố bị ảnh hưởng. Theo tin tức từ Văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trùng Khánh, mưa lớn đã đổ xuống 9 quận và huyện của Trùng Khánh. Mưa lớn đổ xuống Ô Long, với lượng mưa tại khu vực lớn nhất lên tới 214,9mm. Theo các báo cáo, trong 2 ngày qua, Trùng Khánh thường có mưa từ nhẹ đến trung bình và mưa to đến rất to đã đổ xuống khu vực trung tâm và đông nam của Trùng Khánh. Quận Tây Sơn và Trường Thọ và 9 quận khác có mưa lớn đã đổ xuống và lượng mưa lớn nhất ở Hữu Dương là 199,9mm. Mưa lớn đã đổ xuống quận VKV U Long và lượng mưa hàng ngày tại ga Kết Long lên tới 214,9mm. Theo thống kê, trận mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở 6 quận, huyện của thành phố, với dân số 253.800 người, diện tích hoa màu 13,4.000 hecta, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 21 triệu nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 6 giờ 16 phút sáng thứ Chủ nhật. Theo thông tin về tình hình lũ lụt, Văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt và hạn hán thành phố Hàng Châu đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3. Trụ sở kiểm soát lũ lụt khu vực đô thị thành phố đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 và Kiến Đức và Thuần An đã đưa ra một ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu nhắc nhở, do ảnh hưởng bởi sự di chuyển về phía đông của vùng mưa lớn, Hàng Châu sẽ tiếp tục có mưa to và mưa lớn cục bộ từ ngày đến đêm vào ngày mai. To và mưa lớn cục bộ từ ngày đến. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị chìm trong biển. Nước mưa lũ liên tục khiến cho các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc xảy ra đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời.
6 người đã mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, tấn công 3 ngôi làng. Và hôm qua, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 11 cho đến nay, gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm 2 ngày trước tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn đến địa điểm thi đúng giờ trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực. Các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, tỉnh miền đông Trung Quốc là Chiết Giang vào ngày hôm nay đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tùy Đường, giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Công ty Thủy điện và Thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chảy vào với tốc độ lớn. Việc chặn đê rất là khó khăn. Những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống nước đã bị cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ Xin Chan tốn rất nhiều vật liệu nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn và làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại, mực nước hồ Xin Chan ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao. Ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt quá mức nước trong thảm họa lũ lụt năm 1998 vào năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục trong trận lụt lịch sử của hồ Xin Chan vào tháng 6 năm 2020. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Xin Chan và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km2, lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 1, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du và Hạ Lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác. Ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ rất là nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở, chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng đã có 17.000 người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị, 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt kỷ lục trong lịch sử, vượt mức lũ lụt năm 2020. Kể từ ngày đầu tháng, hầu hết các quận và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi mưa. Mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc. Theo tiết lộ của Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 62 thị trấn ở 25 thành phố tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 6 thị trấn ở 5 thành phố trên 100mm. Thị trấn Phượng Bộ của quận Cổ Điền lớn nhất với 147,7mm và lượng mưa tối đa trong một giờ là 92,7mm, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. Tuyến đường sắt Ưng Châu Hạ Môn ở Phúc Kiến đến phần thượng nguồn xảy ra sạt lở đất. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm ngày hôm nay cho đến ngày mai trên toàn tỉnh có mưa và sấm chớp. Kể từ khi vào thời kỳ đầu mùa mưa, mưa lớn đã liên tục xảy ra ở thành phố Củ Châu, tỉnh Chiết Giang. Vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ đã xảy ra ở làng Đại Hồ, thị trấn Cửu Hoa, huyện Kha Thành, Củ Châu và 107 dân làng đã được sơ tán.
mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành phía Nam và nhiệt độ cao ở miền Bắc tiếp tục gây ảnh hưởng. Tại Tây Nam, Trịnh Châu, Bắc Kinh, Thiên Tân và Thạch Gia Trang xuất hiện nhiệt độ cao trong 2 ngày liên tiếp. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh cho nhiệt độ cao đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày hôm qua, ước tính từ ngày mai đến ngày cuối tuần này. Nhiệt độ tối đa hàng ngày ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh sẽ đạt trên 36 độ C và nhiệt độ tối đa có thể lên tới 38 độ C. Vào sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc Đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao. Một lần nữa, đề cập nhiệt độ tại Bắc Kinh lại tăng cao, nhiệt độ tối đa là 38 độ C. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, bão lũ triền miên tai họa liên tục giáng xuống đất nước Trung Quốc, khi tại nhiều nơi ở nước này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn sạt lở đất cũng như lở núi đá kinh hoàng, đã khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi trong khối đất đá khổng lồ mà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm kiếm và khắc phục được. Mới đây nhất, vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, sau những trận mưa kéo dài tầm tã, một vụ sạt lở đất đã xảy ra chôn vùi và xóa sổ hầu như hai ngôi làng khoảng hơn 7.000 dân thuộc thôn Dương Sơn, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ có 9 thi thể được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Số người xấu số còn lại đã bị chôn vùi trong đống đất đá khổng lồ mà chính quyền đang nỗ lực khắc phục. Trong khi hơn 10.000 người khác thì vẫn đang mất tích và đang được các đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm. Trong đó có cả gia đình của ông bí thư xã khu vực này. Những ngôi làng sống gần khu vực núi Thường là những nạn nhân trong những vụ sạt lở thương tâm như trên. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Đông, sau nhiều ngày mưa lớn, một vụ lở núi đã xảy ra khi hàng trăm ngàn tấn đất đá đổ ập xuống. Anh Dương, một nhân chứng sống sót kể lại, khi anh đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng nổ, chạy ra xem thì thấy đất đá trên núi ao ao đổ xuống 3 khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Anh Khoa, nhân viên thông tin Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 tại huyện Văn Phong, Giang Đông, là một trong 5 nạn nhân sống sót sau vụ sạt lở núi vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh trùng xuống khi kể về diễn biến vụ lở núi cho tờ báo địa phương. Quá nửa đêm, có khoảng 27 anh em chúng tôi đang ngủ trong khu nhà tập thể thì nghe một tiếng nổ lớn. Tôi vội bật dậy chạy ra sau nhà và thấy đất đá đang ao ao đổ xuống 3 khu nhà. Cùng lúc, nhiều tiếng kêu cứu vang lên, hốt hoảng, anh hô lớn, lở núi rồi, anh chạy xung quanh, hỗ trợ mọi người tìm lối thoát. Trong màn đêm mịt mờ bởi ánh đèn điện thoại, anh thấy có nhiều đồng đội của mình bị đất đá vùi lấp, song chỉ biết nhìn theo và bất lực. Sau vụ lở núi đầu tiên, đất đá tiếp tục đổ xuống 3 lần nữa, khiến cho mọi người phải dạt ra ngoài cổng đơn vị lánh nạn. Không ai có thể tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Được một đồng đội cứu ra từ đống đổ nát, trung sĩ Hà Hồng Long nói, mình như được sinh ra lần thứ hai. Anh ta kể, lúc đó đang nằm ngủ trong phòng tham mưu của ban hành chính, cũng nghe thấy tiếng nổ lớn, nhưng nhiều người khác chưa kịp bật dậy đã bị bức tường lớn đổ đè lên, khiến người mắc kẹt. Anh cố gắng hết sức đẩy bức tường ra khỏi nhưng vô vọng. Tôi cố gắng kêu lớn, may sao hai người ngồi bên nghe thấy chạy vào hợp sức, đẩy tấm bê tông để giúp tôi thoát ra ngoài. Những đợt lở núi tiếp theo ập xuống, tiếp tục vùi lấp các dãy nhà, nhiều màng tường trôi xa hàng trăm mét, anh nói. Vụ lở núi bất ngờ đã làm cho hơn 422 người bị vùi lấp, trong đó gồm 15 sĩ quan, binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và khoảng 125 người dân bị vùi lấp, gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy được 13 thi thể, số còn lại vẫn còn đang mất tích. Trong khi mưa lũ và bão gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia hàng xóm, gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn sự tập trung vào tình hình ở Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carl Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo tích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng và hải quân không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận hải quân và không quân Trung Quốc trong hơn 10 ngày qua, bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp.
lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động và trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Taylor nhận định. Ông ta cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể và quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ là để đáp ứng thời điểm của các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu chiến của Mỹ luôn diễn ra từ nửa đêm đến 2 giờ sáng. Ông Taylor dẫn chứng, ngoài ra có thể suy đoán rằng thời điểm được chọn là trước cuộc tập trận Balikatan thường niên giữa Philippines và Mỹ, một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây, giáo sư Taylor trả lời Tuổi Trẻ. Ngoài hai đợt tập trận nêu trên, báo South China Morning Post đưa ra con số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với chỉ có 30 cuộc tập trận trong năm trước đó. Bình luận về các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt Trường, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, có thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận từ ngày 4 tháng 1 cho tới nay để tìm kiếm một chiếc máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy, cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây, sẽ có thể dẫn chứng sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Sáng nay, khi hành động bất kính với thần Phật của giới chức vô thần Bắc Kinh chẳng ngờ báo ứng ngay trước mắt với hàng ngàn hồng vệ tinh tham gia đập phá nhà thờ, chùa chiền, chặt đầu tượng Phật, đốt thánh giá, làm nhục bài vị tổ tiên, bắt giam các linh mục tu sĩ, đều có những kết cục vô cùng bi thảm và có những cái chết tức tưởi chưa từng thấy. Ngay cả các quan chức trực tiếp chỉ thị cho hành động bất kính này cũng cùng chung số phận, khiến ai nấy chứng kiến đều phải rùng mình. Theo lời kể của người dân sống gần thiền viện Quan Âm của Trung Nam Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi bị giới chức Trung Cộng dùng xi măng lấp phẳng mặt tượng Phật và đốt phá chùa miếu vào tuần trước cho biết, những hồng vệ binh này sau khi trở về nhà đều mắc một căn bệnh lạ giống nhau. Khi cầm tiền thưởng chưa đầy 6 ngày thì hai tay của những người này bắt đầu bị thối rữa, không thuốc nào trị được. Hơn nữa, phạm vi thối rữa ngày càng lớn, dần dần lan lên cả hai cánh tay, bả vai cho tới toàn thân, trên dưới khắp mình đều lở loét, đau đớn như nghìn vạn thanh đao cứa vào. Những người này chỉ biết kêu khóc cả ngày, từ lúc bắt đầu thối rữa cho đến lúc chết khổ sở đủ bề. Tất cả mọi người biết sự việc đấy đều rùng mình kinh hãi. Nhiều trường hợp khác thì sau khi ngủ dậy vào buổi sáng thì phát hiện hai chân bị uốn cong lại. Dù cố gắng dùng lực thế nào cũng không đứng thẳng dậy được. Điều kỳ lạ là hai chân còn bị giao nhau ở một chỗ không mở ra được. Hàng xóm còn chưa biết họ thường hay nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn giống như tiếng bò kêu của những hồng vệ binh này. Chỉ vài ngày sau khi tất cả những người này đều chết không nhắm mắt, nhìn rất đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, vợ hoặc con của những người này đều chết bất đắc kỳ tử. Người thì đi ra ngoài bị xe đụng chết, người thì hóa điên, hóa dại, gieo mình từ lầu cao và chết. Chuyện này đã làm chấn động cả đại lục, cư dân mạng để lại bình luận. Họ không tin thần Phật thì thôi, lại còn dám ngang nhiên phá chùa, phá miếu, tự làm thì tự chịu, bây giờ mới gặp báo ứng. Đây quả thật đã ứng nghiệm với câu, hết thảy hậu quả sẽ do chúng tôi gánh chịu mà họ đã nói. Cũng theo thông tin trên, luật nhân quả cũng tìm đến 250 quan chức Trung Quốc khi có những người bị rơi từ trực thăng ngay trong ngày ra lệnh cho phá rỡ nhà thờ, chùa chiền. Có người từ trước vốn khỏe mạnh, bỗng dưng bị bệnh cao huyết áp, không thể đi lại bình thường, đành phải nghỉ hưu ở nhà chữa bệnh. Theo đó, được lệnh của cấp trên, ông Trương Hữu Lâm, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang đã cho cấp dưới đập bỏ ngôi miếu, chùa, tượng Phật hay tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria trên khắp địa bàn và hô to. Chúng tôi là đảng viên, chúng tôi vốn không tin thần Phật gì cả. Mọi người hãy chuẩn bị thuốc nổ để phá miếu, dứt khoát phá hủy tất cả các công trình tôn giáo trên địa bàn để ghi công với đảng. Nhân công không biết thuyết phục ra sao đành phải đào lỗ chôn thuốc nổ, châm ngòi phá hủy miếu Quan Âm, làm thành một con đường mới. Được biết, ngày đầu tiên thông xe, ông Trường lái máy kéo đi ngang nơi miếu Quan Âm bị phá hủy, chiếc xe bất ngờ bị lật.
Ông bị thương nặng sau đó được đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Ngày hôm sau thì vợ của ông lại ngồi trên chiếc xe máy kéo khác muốn đi thăm ông ở bệnh viện. Khi xe đi đến miếu Quan Âm thì xe lại bị lật và vợ của ông Trương chết ngay tại chỗ. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, ông Trương bỗng dưng bị bệnh cao huyết áp nặng, không thể làm việc bình thường được nữa, đành phải nghỉ hưu ở nhà chờ chữa bệnh. Sau khi về nhà khoảng vài ngày thì bệnh tình của ông Trương càng ngày càng nghiêm trọng. Ông Trương không thể đi lại bình thường được, mỗi ngày đang phải ngồi trên một chiếc ghế dài, muốn đi đâu cũng phải bò, lần theo chiếc ghế mà đi. Dần dần, ngay cả nói chuyện ông cũng không nói được nữa, chỉ có thể ra hiệu bằng tay. Đến nay, bệnh tình của ông càng nặng hơn, chỉ có thể nằm liệt giường càng ngày không thể xoay người. Có lúc đại tiểu tiện ngay trên giường và cũng qua đời ngay sau đó. Sau khi ông Trương chết thì cả thị trấn đã lập một bàn thờ cúng Phật và thường xuyên ăn chay niệm Phật. Kính thưa quý vị, báng bổ thánh thần, bất kính thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp làm việc ác mà bị báo ứng ngay lập tức khiến lòng người tỉnh ngộ. Việc báo ứng không chỉ xảy ra ở thời nay mà từ thời cổ đại phá hủy tượng Phật bị chết đau đớn. Trong cuốn Nhi Kiên Tâm Trí Triều Tấn có ghi chép một trường hợp phá hủy tượng Phật mà chết như sau. Vào những năm chính hòa thời Bắc Tống, hoàng đế bấy giờ là Tống Huy Tông tôn sùng đạo giáo và chèn ép Phật giáo. Bởi vậy, Phổ Chiếu Tự, một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng trong thành Tứ Châu bị người ta chiếm cứ. Phổ Chiếu Tự có một bức tượng Phật rất lớn, không chỉ hoa lệ hùng vĩ mà còn vô cùng trang nghiêm tôn quý. Những người chiếm cứ ấy muốn hủy bức tượng Phật này nhưng lại sợ uy nghiêm của thần Phật. Vì vậy, họ đã đưa ra một cái giá rất cao để tìm người dám cả gan đến hủy bức tượng Phật ấy. Lúc bấy giờ có một người họ Triệu vì thèm muốn số tiền thưởng lớn nên đã tới nhận lời làm việc này. Ông ta cũng đã kiếm thêm mấy người cùng làm cầm búa tới Phổ Chiếu Tự phá tượng. Họ Triệu dẫn đầu 8 người cầm búa tới đập bức tượng Phật liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng, bức tượng Phật ấy đã bị phá hủy hoàn toàn. Dân chúng đứng xem than thở không thôi. Có người còn rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cầm tiền thưởng chưa đầy 10 ngày, hai tay của người họ Triệu bắt đầu bị thối rữa, không thuốc nào trị được. Hơn nữa, phạm vi thối rữa càng ngày càng lớn, dần dần lan lên cả hai cánh tay và bả vai cho tới toàn thân. Trên dưới khắp mình đều lở loét đau đớn như ngàn vạn thanh đao cứa vào. Người đàn ông họ Triệu ấy kêu khóc cả ngày. Từ lúc bắt đầu thối rữa cho tới lúc chết khổ sở đủ 100 ngày, tất cả mọi người biết sự việc ấy đều rùng mình kinh hãi. Cổ nhân tin và nhân quả thường nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trong lịch sử, tuy không ghi nhận kết cục của những người cùng tham gia hủy hoại bức tượng Phật này, nhưng có lẽ họ cũng khó thoát khỏi ác báo như người đàn ông họ Triệu kia. Ngay cả hoàng đế Tống Huy Tông vốn hạ lệnh chèn Phật giáo cuối cùng cũng bị nước Kim bắt làm tù binh, chịu đủ mọi khuất nhục và chết trong thê thảm. Điều này cũng cho thấy rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là không thiên vị một ai. Kính thưa quý vị, đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, bỗng nhiên bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30, gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông thật khủng khiếp. Hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vẫy vùng như đang vơ vét, nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời trên trời có những tiếng nổ rất lớn, nghe xé tai thật hãi hùng. Có nhiều xe bị nó hút vào và cuốn lên cao, va đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa dầu, nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau như tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt như chất nhầy đó, nhưng chất nhầy này nó rất trơn. Hiện nay, trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc đã có hàng trăm xe tông liên hoàn vào nhau do chất dầu gây ra, làm tài xế cố đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn. Làm lực ma sát của vỏ lốp không có tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tông liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy.
để đối phó kịp thời, các nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và chải mùn cưa. Các phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm. Nhưng chỉ đúng một phần là chất này là dầu thô mà chẳng ai là không biết. Nhưng theo tôi, cơ hội này chúng kể láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm nay tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây ra hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân và quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà 180 m² của công trình xây dựng cũng đã bị hư hại trong lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh đang làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh đập vào kính vỡ, tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Sự việc hiện đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc. Theo chiều ngày hôm qua, 5 công nhân vệ sinh nhà kính ở Giang Tây, Trung Quốc đang được treo trên một tòa nhà cao hàng chục tầng để làm công việc dọn dẹp, thì bất ngờ cơn gió mạnh cấp 10 thổi qua khu vực này, khiến thùng treo của họ rung lắc mạnh và liên tục đập vào tường của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã cứu được người sau đó cố định thùng treo và họ đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không may các công nhân này đã tử vong sau đó. Theo các báo cáo của trang tin thời tiết địa phương, đã có một trận lốc xoáy vòi rồng lớn quét qua Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua với lượng mưa lớn và điều kiện thời tiết xấu. Các chuyến tàu ở Vũ Hán đã bị hoãn, nước trong nhà ga tích tụ đến ngập nhẹ, các biển quảng cáo cũng như gió mạnh đã thổi vỡ. Trung tâm khí tượng Hồ Bắc cũng đã thông báo rằng lượng mưa từ 13 giờ đúng ngày hôm đó sẽ tăng cao, xuất hiện kèm theo mưa đá, sấm sét, gió giật mạnh. Gió giật ở các khu vực của Vũ Hán đạt 14 cấp và lượng mưa trong 2 giờ vượt quá 250 mm. Tuy nhiên, từ 13 giờ 30 phút ngày hôm đó, 5 công nhân vệ sinh được cử đến để lau chùi tường kính bên ngoài của một tòa cao ốc. Một tiếng sau, thời tiết thay đổi đột ngột, gió mạnh liên tục quất vào thùng treo của cả hai gây rung lắc, đập mạnh vào tường của tòa nhà nhiều lần. Thậm chí, trong đoạn video ghi lại hình ảnh cho thấy rõ khoảnh khắc kính tòa nhà bị vỡ và văng ra ngoài. Gió giật mạnh khiến 5 công nhân vệ sinh trên cao bị đập mạnh vào kính nhiều lần. 5 nạn nhân đã bất lực bám chặt thùng treo mắc kẹt và đong đưa trên cao theo cơn cuồng phong. Lực lượng cứu hộ đã mất 20 phút để tiếp cận và giải cứu 5 nạn nhân. Hiện người đứng đầu dự án trên đã bị bắt giữ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp, vụ án đang cùng cơ quan có thẩm quyền điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành xác định trách nhiệm với những người có liên quan. Họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa. Và lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, bỗng nhiên bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30. Gió lốc cuồn cuộn kéo theo đến trông thật khủng khiếp. Hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vùng vẫy, như đang vơ vét nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời, trên trời có những tiếng nổ rất lớn, nghe xé tai, cảnh tượng thật hãi hùng. Có nhiều xe bị nó hút vào và cuốn lên cao, va đập vào nhau, bốc cháy trong cơn lốc, nhìn như vòi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa dầu, nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau như tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ, trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen, sền sệt như chất nhầy đó, nhưng chất này nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc đã có hàng trăm xe tông liên hoàn vào nhau do chất dầu gây ra, làm tài xế cố đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn. Làm lực ma sát của vỏ lốp không có tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tông liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào các con đường này.
Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời, các nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và trải mùn cưa. Các phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần là chất này là dầu thô mà ai cũng biết. Nhưng theo tôi, cơ hội này chúng kể láo để có thể bỏ tiền túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm nay tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân và quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà 180 m² của công trường xây dựng cũng đã bị hư hại trong lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh đang làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh đập vào kính vỡ, tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Sự việc hiện đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc. Theo chiều ngày hôm qua, 5 công nhân vệ sinh nhà kính ở Giang Tây, Trung Quốc đang được treo trên một tòa nhà cao hàng chục tầng để làm công việc dọn dẹp. Thì bất ngờ cơn gió mạnh cấp 10 thổi qua khu vực này khiến thùng treo của họ rung lắc mạnh và liên tục đập vào tường của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã cứu được người, sau đó cố định thùng treo và họ đã đưa đến bệnh viện. Nhưng không may các công nhân này đã tử vong sau đó. Theo các báo cáo của trang tin thời tiết địa phương, đã có một trận lốc xoáy vòi rồng lớn quét qua Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua với lượng mưa lớn và điều kiện thời tiết xấu. Các chuyến tàu ở Vũ Hán đã bị hoãn, nước trong nhà ga tích tụ đến ngập nhẹ, các biển quảng cáo cũng như gió mạnh đã thổi vỡ. Trung tâm khí tượng Hồ Bắc cũng đã thông báo rằng lượng mưa từ 13 giờ đúng ngày hôm đó sẽ tăng cao, xuất hiện kèm theo mưa đá, sấm sét, gió giật mạnh. Gió giật ở các khu vực của Vũ Hán đạt 14 cấp và lượng mưa trong 2 giờ vượt quá 250 mm. Tuy nhiên, từ 13 giờ 30 phút ngày hôm đó, 5 công nhân vệ sinh được cử đến để lau chùi tường kính bên ngoài của một tòa cao tốc. Một tiếng sau đó, thời tiết thay đổi đột ngột, gió mạnh liên tục quất vào thùng treo của cả hai gây rung lắc, đập mạnh vào tường của tòa nhà nhiều lần. Thậm chí trong đoạn video ghi lại hình ảnh cho thấy rõ khoảnh khắc kính tòa nhà bị vỡ và văng ra ngoài. Gió giật mạnh khiến 5 công nhân vệ sinh trên cao bị đập mạnh vào kính nhiều lần. 5 nạn nhân đã bất lực bám chặt thùng treo mắc kẹt và đong đưa trên cao theo cơn cuồng phong. Lực lượng cứu hộ đã mất 20 phút để tiếp cận và giải cứu 5 nạn nhân. Hiện người đứng đầu dự án trên đã bị bắt giữ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp, vụ án đang cùng cơ quan có thẩm quyền điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành xác định trách nhiệm với những người có liên quan. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành, ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Nước mưa lũ liên tục, các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại vừa xảy ra, đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích vào hôm nay, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã bị mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu tấn công 3 ngôi làng. Và ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 156.000 người đã được di dời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Cảnh quay trên không cho thấy vùng đất xanh mướt rộng lớn trước đây nay đã ngập trong bùn.
Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt kể từ đầu tháng 1 đến nay. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ đầu tháng này, gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm ngày hôm nay tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đã đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các em học sinh tham gia kỳ thi trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn để đến địa điểm thi đúng giờ. Trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, tỉnh miền đông Trung Quốc là Chiết Giang vào ngày hôm qua đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tiền Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông và dự báo sẽ còn tiếp tục. Đến 19 giờ cùng ngày, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 108,5m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2022. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc vào sáng ngày hôm qua đã vận hành đập xả tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết, mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng đến nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 6 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam. Trong lưu vực sông Trường Giang, ít nhất 1.210 người đã thiệt mạng và mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ giữa lúc mực nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện, bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo thông tấn xã Trung ương của đảo Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bà Hương vào chiều ngày hôm qua đã vỡ dài hơn 200m đê ở phía bờ bắc của hồ Định Đông, huyện Vĩnh Tô, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông đại lục, cơ quan phòng chống lụt bão huyện Vĩnh Tô cho biết, khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích đến 41.000 km2, đe dọa sự an toàn của 31.000 người dân. Công ty thủy điện và thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chảy vào với tốc độ lớn. Việc chặn đê là rất khó khăn. Những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ động đình tốn rất nhiều vật liệu, nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn, làm việc rất khó khăn, ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại, mực nước hồ Động Đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao, ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt đỉnh quá mức trong thảm họa lũ lụt năm 1998, năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục lũ trong trận lũ lịch sử của hồ Động Đình vào tháng 6 2 năm trước. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Động Đình và vùng nước xung quanh hiện đã vượt qua 3.900 km2, lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, trong 10 ngày tới, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du, vùng hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác. Ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo tình hình kiểm soát lũ ở trung hạ lưu sông Dương Tử sẽ rất là nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự phát hiện của các thảm họa như lũ lụt các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở, người dân không nên chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng có 17.000 người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị. 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt vượt mức lịch sử của mùa hè năm 2020.
trong khi mưa lũ, bão, gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước hàng xóm, gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam chúng ta. Theo tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, Bắc Kinh liên tục có các đợt tập trận kéo dài ở Biển Đông gần đây. Các cuộc tập trận này chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3, đợt 2 từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Khu vực tập trận trong hai đợt này nằm giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn dập sự tập trung vào tình hình Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Katayer, Học viện Văn phòng của Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước, phục vụ một số mục đích như đào tạo, tích hợp các nền tảng công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng giữa hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của Hải quân và Không quân Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng Không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Taylor nhận định. Ông Taylor cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể, quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ để đáp ứng thời điểm các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học của Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu sân bay. Dường như người dân đại lục không còn quá xa lạ với những dị tượng bất thường xuất hiện dày đặc hơn ở Trung Quốc, nhưng họ vẫn không thể giấu được những lo lắng về tương lai và những hiểm họa luôn rình rập cuộc sống của họ mỗi ngày. Khoảng 13 giờ chiều hôm nay, tòa tháp chọc trời Sheikh Plaza, biểu tượng của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đột nhiên rung lắc dù không có động đất. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy hàng chục nghìn người dân tháo chạy khỏi khu vực tòa nhà trong hoảng loạn. Chiều ngày hôm nay, sự cố rung chuyển tòa nhà Sheikh Plaza nằm trên đường Hoa Cường Bắc, quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, được cư dân mạng đại lục chia sẻ sôi nổi và nằm trong top tìm kiếm hàng đầu trên Weibo. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tòa nhà này đột nhiên xuất hiện rung chuyển, cột chống sét trên đỉnh tòa nhà cũng rung lắc. Đông đảo người dân sống trong tòa nhà và người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy thoát thân trong hoảng loạn. Cư dân mạng có mặt tại hiện trường cho biết chỉ là rung chuyển thôi mà mọi người đã sợ đến ngất xỉu. Trong khoảng thời gian tòa nhà rung lắc không có gió lớn, đồ đạc trong phòng cứ lắc lư liên tục. Còn có cư dân mạng cho rằng dân cư ở Sheikh rất đông đúc, nếu xảy ra sự cố thì sẽ là thảm họa. Giới chức thành phố Thâm Quyến cho biết họ không ghi nhận bất kỳ trận động đất nào trong ngày hôm nay và đang điều tra làm rõ sự việc. Tất cả người dân bên trong đã được sơ tán và tòa nhà được phong tỏa vào lúc 14 giờ 40 phút. Người dân hiện không được phép quay trở lại tòa nhà này. Theo số liệu quan trắc của Cục Khí tượng Thâm Quyến, sức gió tại thời điểm xảy ra sự cố chỉ khoảng từ cấp 3 đến cấp 4, chưa đạt đến mức gió giật mạnh. Chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết, tòa Sheikh có khoảng 15.000 người dân sinh sống. Vào thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 20.000 người đến 30.000 người đang mua sắm trong tòa nhà. Nhân viên của Sheikh cho biết tòa nhà bị rung lắc nhẹ trong khoảng 10 phút, nhưng đến khoảng 13 giờ chiều thì rung lắc dữ dội hơn. Được biết, Sheikh là một tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Thâm Quyến với tổng chiều cao 355,8m, bao gồm 79 tầng, trong đó 75 tầng trên mặt đất, 4 tầng ngầm, tổng diện tích xây dựng lên đến 170.000m2. Các vụ sập tòa nhà không hiếm ở Trung Quốc, nơi tiêu chuẩn xây dựng lỏng lẻo và tốc độ đô thị hóa chóng mặt dẫn đến các công trình được xây dựng vội vàng. Vào tháng 5 năm ngoái, một khách sạn 5 tầng ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến bị sập do chất lượng xây dựng kém, khiến 29 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, sáng nay, thời báo Đài Bắc đưa tin bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi thuộc phía đông đảo Đài Loan, dẫn tới lũ lụt và sạt lở hôm qua. Nước lũ đã cuốn sập một cây cầu ở thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới cũng làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt cao tốc và khiến nhiều ngôi làng ở vùng núi bị cô lập sau khi cầu đường bị hư hại. Một phần của cây cầu dài 100m ở khu vực Sáp Giác,
thành phố Tân Bắc gần núi Đông Nhãn đã bị sập sau vài ngày có mưa và lũ lụt, khiến khoảng 300 người tại khu vực này bị kẹt lại. Mưa lớn còn gây ra sạt lở ở xã Nhân Ái thuộc huyện Nam Đầu, chặn ngang con đường nối giữa một số ngôi làng. Chính quyền thành phố Cao Hùng, miền Nam đảo Đài Loan cho biết họ đã ra lệnh sơ tán 2.035 người ra khỏi các khu vực miền núi. Một phần lớn của cây cầu Minbakun có nghĩa là hy vọng và cuộc sống mới ở quận Đào Nguyên thuộc thành phố Cao Hùng đã bị sập do nước lũ. Cây cầu này đã được xây dựng lại hồi năm 2017. Với chi phí hơn 100 triệu tân đài tệ, khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ sau khi bị phá hủy do bão Morakot hồi năm 2022. Cây cầu này rất quan trọng với người dân nơi đây. Du khách sử dụng cầu này để tới suối nước nóng Ngọc Tuệ Yushui, một người dân địa phương chia sẻ. Xã Phụ Đài ở huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao nhất ở Đài Loan. Với lượng mưa tới 693mm tính từ nửa đêm hôm trước đó tới 15h30 phút chiều qua, cao nhất Đài Loan. Xã Ma Gia thuộc huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao thứ hai với 648mm. Trong diễn biến khác, ngày hôm nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn mức màu vàng trên thang 4 màu từ thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ với các khu vực ở Tây Nam nước này, kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Họ dự báo từ 14 giờ chiều nay tới 14 giờ chiều mai, mưa lớn có thể diễn ra ở nhiều nơi của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Quý Châu và tỉnh Vân Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa 230mm. Kính thưa quý vị khán giả, chỉ sau một đêm, thác nước lớn nhất Trung Quốc đã biến mất, khiến điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất này nay chỉ còn trong ký ức. Thác nước Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, là nơi thu hút hàng chục ngàn khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện trong quá khứ. Giờ đây, thác nước cao 150m đầy ấn tượng này đã gần như ngưng chảy từ đầu tháng trước. Một hố sâu bí ẩn hình thành trên đoạn sông Hoàng Hà khiến dòng chảy của sông tách ra thành 3 dòng suối nhỏ. Tất cả các chuyến du lịch đến địa điểm này đã bị hủy bỏ. Và thác nước thậm chí còn không được xuất hiện trên trang web du lịch chính thức của Trung Quốc. Thật không may, thác nước Hồ Khẩu hiện đã trở thành một phần của lịch sử và bạn sẽ không còn cơ hội nhìn ngắm lại vẻ đẹp hùng vĩ đó, một quan chức người Thiểm Tây chia sẻ. Đó là một kết thúc đột ngột gây sốc cho tất cả mọi người khi mà chỉ một đêm trước nó vẫn còn là thác nước lớn nhất của đất nước Trung Hoa Đại Lục. Nguyên nhân của hố sụt tử thần này đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng việc chính phủ quyết định nhanh chóng cho thác nước Hồ Khẩu ngừng hoạt động càng làm dấy lên tin đồn rằng việc xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Hoàng Hà là việc đáng trách. Một thác nước đã tồn tại hàng ngàn năm không ngẫu nhiên biến mất chỉ sau vài năm triển khai một dự án thủy điện. Emin Emilio Kobo, điều phối viên của chương trình nguồn nước Trung Quốc South China Water Program tại Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế chia sẻ. Đây là hệ quả mà các bài nghiên cứu khoa học đã chỉ ra trước đây và có đủ bằng chứng cho thấy một con đập có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đối với một dòng sông. Mặc dù nhánh sông vẫn chảy, nhưng so với góc độ trong các tấm ảnh được chụp trước đây, thác San Rafael gần như đã biến mất. Tuy nhiên, các nhà địa chất như Alfredo Carrasco cho rằng thác nước nằm trong khu vực hoạt động của núi lửa nên có khả năng sự sụp đổ của nó là một hiện tượng tự nhiên, mặc dù hiện tượng này chưa từng được ghi nhận trong lịch sử của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, một sự cố hy hữu đã xảy ra với gia đình người đàn ông ở Thiểm Tây, Trung Quốc khi căn nhà của anh bị sao băng rơi trúng khiến nó cháy rụi. Theo kênh truyền hình AP, một số nhân chứng mô tả họ nhìn thấy một quả cầu sáng từ trên trời rơi xuống và thấy ngôi nhà bốc cháy vào tối thứ hai vừa qua theo giờ địa phương. Ngôi nhà bị cháy nằm ở thị trấn Nghi Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nơi phần lớn cư dân chăn nuôi gia súc để kiếm sống. Đội cứu hỏa Thiểm Tây nhận được cuộc gọi báo cháy và đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 4 giờ. Khi nhà chức trách thẩm vấn, chủ nhà ông Giao cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn và ngửi thấy mùi khói bốc ra, sau đó ngôi nhà chìm trong biển lửa. Các nhân chứng là những người hàng xóm xung quanh nhà ông Giao so sánh sao băng với quả bóng rổ bốc cháy rơi từ trên trời xuống. Truyền thông địa phương cũng thông tin về việc một quả cầu sáng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời phía bắc Thiểm Tây ở khoảng thời gian này, sau đó hạ cánh ở một khu vực hoang vắng. Bên cạnh đó, một đoạn video an ninh ghi lại hình ảnh sao băng bay qua ngôi nhà xui xẻo cũng được công bố.
Đại úy Minju, đại diện trung tâm cứu hỏa địa phương nói rằng, thời điểm vụ hỏa hoạn diễn ra trùng với thông báo của NASA về trận mưa sao băng Tarius. Qua trích xuất camera, quả thật thấy một quả cầu lửa sáng rực từ trên trời rơi xuống. Ông Giao tin chắc sao băng rơi trúng nhà của ông. Ông nói rằng hồi bé ông thường xem mưa sao băng nhưng không bao giờ mong đợi và ước nó đáp xuống mái nhà ông như thế này. Toàn bộ tài sản gia đình ông cũng cháy theo ngôi nhà, cùng với một con chó. Gia đình họ đang kêu gọi tiền trợ giúp sau tai nạn. Khi cùng vợ nhặt những mảnh còn lại của ngôi nhà của mình, ông Giao nói đùa rằng người ta nói chỉ có tỷ lệ 1 trên 1.000 tỷ cơ hội thiên thạch rơi xuống trái đất mà lại trúng nhà mình. Vì vậy, có thể ông sẽ mua một tấm vé số. Hàng năm có khoảng 17.000 thiên thạch rơi xuống trái đất và khó quan sát thấy chúng vì kích thước. Phần lớn thiên thạch sẽ bốc cháy trong quá trình rơi qua khí quyển trái đất. Việc chứng kiến thiên thạch rơi xuống đất và gây ra thiệt hại lớn là vô cùng hiếm gặp. Kính thưa quý vị, Mauna Loa, núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới, bắt đầu phun trào và khiến giới chức Trung Quốc phát cảnh báo. Theo ghi nhận của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, núi lửa Mauna Loa trên quần đảo Hải Nam phun trào trở lại đêm qua theo giờ địa phương. Đây là lần phun trào đầu tiên của nó sau 38 năm. USGS cảnh báo gió có thể mang theo tro bụi đến các khu vực xung quanh, song lần phun trào này không gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư dưới chân núi. Mặc dù vậy, USGS đã nâng mức cảnh báo núi lửa từ mức thận trọng lên nghiêm trọng. USGS cho biết tốc độ phun trào của núi lửa và dòng chảy dung nham có thể thay đổi đột ngột. Các đơn vị chức năng sẽ sớm triển khai các chuyến bay thị sát để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ phun trào. Người dân sống ở khu vực gần núi lửa đã được khuyến cáo đề cao cảnh giác. Hơn 10 trận động đất mạnh trên 2,5 độ đã xảy ra tại khu vực trong vòng 2 giờ. Trong đó, một trận mạnh 4,2 độ, cơ quan giám sát núi lửa Hải Nam thông báo sẽ tiến hành thăm dò bằng máy bay trong thời gian sớm nhất để đánh giá mức độ nguy hiểm. Núi lửa Mauna Loa cao 4.169 m là núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới. Nó đã phun trào 33 lần kể từ sự kiện đầu tiên được ghi nhận năm 1843. Lần gần nhất núi lửa phun trào là tháng 4 năm 1984, tạo ra dòng dung nham di chuyển cách thành phố Hải Khẩu khoảng 38 km. Nhiều tuần mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã khiến hàng triệu người không có nơi trú ngụ và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Trong khi các nhóm môi trường cảnh báo lũ lụt cực đoan có thể trở nên phổ biến hơn, đến cuối tháng này, hơn 12 triệu người trên 13 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, đợt lũ lụt đã khiến ít nhất 178 người chết, làm hư hại 97.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Video lưu hành trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy những ngôi nhà bị sập, ô tô trôi nổi trong biển nước, cây cối mùa màng chết trên những cánh đồng lầy lội ngập nước. Nhiều thành phố ở miền Nam Trung Quốc cũng bị thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Ở Dương Châu, một cây cầu vòm gần như hoàn toàn chìm dưới nước, trong khi những con đường bộ và đường sắt ở Trùng Khánh gần sông Cừ bị nhấn chìm. Trong hàng nghìn năm qua, Trung Quốc đã vật lộn để ngăn chặn lũ lụt ở vùng đồng bằng trũng và sử dụng đê đập để quản lý mực nước dâng. Nhưng thời tiết khó lường hơn khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn, gây nguy hiểm cho cuộc sống của hàng triệu người sống dọc theo các con sông. Các nhà môi trường cảnh báo rằng sẽ có những thiệt hại đau đớn hơn trừ khi các biện pháp được thực hiện để làm cho cơ sở hạ tầng trở nên linh hoạt hơn và giải quyết biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Những đợt lũ lụt tàn phá mà chúng ta đã thấy phù hợp với sự gia tăng của các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, Bloomberg dẫn lời ông Liu Yanyan, một nhà vận động của Greenpeace Đông Á nói, có một nhu cầu cấp thiết là phải tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm cho các tình huống thời tiết khắc nghiệt để đánh giá rủi ro khí hậu trong tương lai ở các thành phố và cải thiện hệ thống quản lý lũ lụt, ông Liu cho hay. Tần suất của cả tình trạng mưa lớn và nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu đã tăng dần trong 6 thập kỷ qua, theo một báo cáo do Cơ quan Khí tượng Trung Quốc công bố năm 2022. Mùa lũ lụt năm 2023 gây ảnh hưởng tiêu cực đến hàng hóa từ nông nghiệp đến năng lượng. Ít nhất 80.000 hecta hoa màu bao gồm lúa, rau và trái cây đã bị thiệt hại ở tỉnh Hồ Bắc, theo Văn phòng Quản lý Khẩn cấp địa phương. Đầu mùa hè là thời điểm quan trọng để lúa phát triển và nếu hoa bị cuốn trôi, các chuyên gia cho biết sản lượng lúa sẽ giảm đáng kể trong năm nay.
Trong khi đó, những cơn mưa lớn đang dẫn đến việc sản xuất thủy điện tăng lên, làm giảm nhu cầu than. Đã có 5 đợt mưa lớn ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc kể từ đầu tháng 3 này, khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đưa ra cảnh báo mưa bão nghiêm trọng trong hầu hết các ngày trong cả tháng. Theo dự báo thời tiết, sẽ có thêm 2 đợt mưa lớn trong những ngày tới. Vào cuối tháng này, ít nhất 25 con sông lớn đã vượt quá mức cảnh báo lũ. Mặc dù một số khu vực bị ảnh hưởng thường chịu thiệt hại do lượng mưa hàng năm, nhưng năm nay lượng mưa tích lũy tăng gấp đôi, gấp 3 lần mức thông báo thường, theo Chen Tao, nhà dự báo thời tiết chính tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Mực nước biển dâng trên toàn cầu mà các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do nhiệt độ ấm lên cũng đang đe dọa nhiều thành phố của Trung Quốc. Theo Bộ Môi trường, tốc độ tăng mực nước biển trung bình dọc theo bờ biển Trung Quốc là 3,4mm mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2022, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Năm 2022, mực nước biển dọc theo bờ biển Trung Quốc cao hơn 72mm so với bình thường, Bộ cho biết. Một nghiên cứu năm nay cho thấy Châu Thổ, sông Châu, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và là nơi ở của hàng chục triệu người, là trung tâm đô thị có nguy cơ cao nhất thế giới của hiện tượng mực nước biển dâng cao và có thể nằm dưới mực nước biển ít nhất 67cm đến năm 2100, trừ khi thực hiện các biện pháp để ngăn chặn. Bên cạnh biến đổi khí hậu, nhiều thập kỷ phát triển kinh tế và đô thị hóa liên quan đến việc thu hồi đất từ hồ và vùng đất ngập nước cũng đã làm tăng mức độ thiệt hại do thiên tai. Vũ Hán, từng được biết đến là thành phố trăm hồ, đã chứng kiến hầu hết trong số 127 hồ từng tồn tại vào những năm 1980 đã bị lấp để lấy đất. Và giờ đây, Vũ Hán phải đối mặt với một trong những vấn đề ngập lụt đô thị nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Hoạt động của con người đã phá hủy sông, hồ, rừng và bất kỳ hình thức bảo vệ tự nhiên nào. Đã đến lúc chúng ta phải thiết lập các nguyên tắc về cách chúng ta phát triển và chúng ta cần để lại đủ hồ chứa tự nhiên cho các thành phố để giảm thiệt hại do lũ lụt. Yu Yanfeng, người sáng lập Trung tâm Văn hóa Công cộng Bảo vệ Môi trường Các Dòng Sông, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Trung Khánh, cho biết. Mùa lũ mới nhất trên sông Hoàng Hà sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 11. Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hôm vừa qua, tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, giới chức khí tượng thủy văn dự báo lượng mưa nhiều hơn ở lưu vực sông Hoàng Hà trong mùa lũ cũng như khả năng cao có mưa bão và lũ lụt ở thượng nguồn và trung lưu của sông Hoàng Hà trong giai đoạn này, Tân Hoa Xã đưa tin. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục công tác dự báo thủy văn, điều tiết hồ chứa và các hoạt động khác để đảm bảo kiểm soát lũ dọc sông Hoàng Hà trong mùa lũ. Thác Hộ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, đã chứng kiến sự tăng mạnh lượng nước sau khi mưa lớn ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Theo CGTN, thông tin hôm vừa qua, lượng nước chảy ở thác khi đó có tốc độ lên tới hơn 1.500 mét khối mỗi giây, gấp 3 lần thông thường. Trước đó, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết, sông Hoàng Hà đã trải qua đợt lũ lụt đầu tiên trong năm 2023 do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn. Sau mưa lớn gần đây, lượng nước chảy mỗi giây tại trạm thủy văn Tang Năng 2 ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã tăng tới 2.500 mét khối. Ủy ban đã phát cảnh báo lũ lụt màu xanh và phát cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo và ứng phó khẩn cấp gồm 4 bậc của Trung Quốc, bắt đầu từ 9 giờ sáng nay. Chính quyền địa phương dọc lưu vực sông Hoàng Hà được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường tuần tra trên các đập và các dự án kiểm soát lũ. Thông tin về mùa lũ ở sông Hoàng Hà được công bố trong bối cảnh lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào mùa mưa lũ, đặc biệt là lo ngại với lũ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, khánh thành năm 2003. Trưa nay, Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang đã phát cảnh báo khẩn rằng thượng nguồn sông Dương Tử có thể trải qua trận lũ lụt số 1 của sông Dương Tử năm 2023. Trên thực tế, lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đang gây không ít lo ngại cho cấu trúc đập thủy điện Tam Hiệp. Tính đến sáng nay, lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 47.000 mét khối mỗi giây và lên ngưỡng 50.000 vào lúc 14 giờ cùng ngày. Tính tới ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn khắp Trung Quốc ngày thứ 31 liên tiếp. Thác nước Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, bước vào mùa lũ lụt năm 2023 ở Trung Quốc với cảnh tượng dữ dội. Thác nước Hồ Khẩu Huku nằm ở thị trấn Nghi Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà này cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới với chiều cao 20 mét.
chiều rộng thay đổi theo mùa, có thể lên đến 50 mét trong mùa lũ. CGTN đưa tin ngày hôm qua, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2023 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã tăng đáng kể trong những ngày qua, lên hơn 1.500 mét khối mỗi giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường, do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Nổi tiếng trên toàn thế giới vì nước có màu vàng, thác Hồ Khẩu giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ. Sông Hoàng Hà cũng là một trong những nơi sở hữu dòng chảy mùa lũ mạnh nhất trên thế giới. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của thác nước màu vàng lớn nhất thế giới mỗi khi mùa lũ về thu hút không ít du khách đến check-in bất chấp nguy hiểm tiềm tàng. Thưa quý vị, những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 35 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày hôm qua. Theo cảnh báo mới nhất của Trung tâm, đợt mưa mới có thể nhấn chìm các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị Quảng Tây. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lượng mưa có thể lên tới 10-15cm. China Daily cho hay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã đưa ra nhiều cảnh báo trong 35 ngày liên tiếp sau khi những trận mưa lớn gây thiệt hại hàng chục tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Kể từ tháng trước, 5 đợt mưa lớn đã tấn công miền Nam Trung Quốc, khiến 1,5 triệu km vuông đất bị ngập trong nước. Theo ông Hu Xiao, trưởng phòng dự báo thời tiết, Tổng cục Khí tượng Trung Quốc, mưa kéo dài làm cho nhiều khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ lụt trên các con sông nhỏ hoặc vừa, sạt lở, mất điện. Vào ngày hôm nay, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và Khắc phục hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý Khẩn cấp kêu gọi những nhân viên cứu hộ ưu tiên sơ tán người dân để đảm bảo an toàn tính mạng. Tổng cộng, hai cơ quan đã sơ tán được 34.700 người. Tính đến ngày hôm nay, những cơn mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến 12,1 triệu người sống ở 13 khu vực phía nam sông Dương Tử, làm chết 78 người, hủy hoại gần 80.000 hectare hoa màu và gây thiệt hại 25,7 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Những khu vực tự trị nghèo khó của Trung Quốc là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo các nhà chức trách ở Miện Ninh, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, 14 người đã thiệt mạng vào ngày 30 tháng 6, 8 người mất tích vào ngày 1 tháng 7, gần 1.800 hộ gia đình được chuyển đến nơi ở tạm thời. Chính quyền địa phương cho biết thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 738 triệu nhân dân tệ. Để khắc phục hậu quả, cơ quan chống đói nghèo hàng đầu Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền hỗ trợ, quan tâm sát sao đến những người dân ở khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi lũ quét và các thảm họa khác, đặc biệt là những người dân nghèo ở đó. Cụ thể, đảm bảo nhà ở và nước uống sạch sẽ cho người dân, tăng tốc sửa chữa đường xá, nhà cửa và công trình dự trữ nước bị hư hỏng. Bên cạnh đó, những người nông dân bị ảnh hưởng có thể yêu cầu bảo hiểm nông nghiệp bồi thường và chính quyền địa phương phải tìm cách để khắc phục thiệt hại nông nghiệp cho người dân. Kính thưa quý vị khán giả, rạng sáng ngày hôm nay, một trận động đất lớn mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra tại Đài Loan, làm 2.415 người chết, 29 người mất tích, 11.305 người bị thương và 51.711 ngôi nhà bị sập. Không chỉ có nhiều thương vong mà nhiều con đường, cây cầu và các phương tiện giao thông khác đã bị phá hủy. Tuyến chính phía Tây của Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan đã từng bị đình chỉ hoàn toàn, thiệt hại ước tính lên tới 364,7 tỷ Đài tệ. Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất ở Đài Loan để tăng cường công tác phòng chống thiên tai. Năm 2000, chính phủ Đài Loan đã chỉ định ngày 21 tháng 9 là ngày phòng chống thiên tai quốc gia.